hé lộ phước cuối đời và nội dung dòng chữ viết tay sau cùng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghệ sĩ Hồng Phượng, cháu ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghẹn ngào chia sẻ về những phút cuối đời của ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh, nói lòng khi nhớ lại dòng chữ cuối cùng ngoẹt ngoà của ông. Chia sẻ với Dân Trí sáng mùng 7 tháng 3, nghệ sĩ Hồng Phượng, cháu gái của Vũ Linh, cho biết nam nghệ sĩ phát hiện mình mắc bệnh đại tràng từ năm 2017, khi đó, ông tiến hành phẫu thuật và sức khỏe dần hồi phục. Đến năm 2020, ông Hoàng Cải Lương phát hiện có khối u ngay cổ nên đã nhập viện mổ. Năm 2021, tình trạng sức khỏe của Vũ Linh vẫn tốt, tinh thần minh mẫn, ngoại hình mập mạp và trắng trẻo. Trong suốt thời gian giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, ông thường xuyên gọi điện thăm hỏi con cháu và đồng nghiệp. Tháng 4 năm 2022, nam nghệ sĩ bàng hoàng phát hiện mình có thêm một khối u ác tính ở cổ. Theo bác sĩ, khối u này đã chuyển sang giai đoạn cuối, dự đoán chỉ có thể sống thêm 4 đến 5 tháng nữa. Hồng Phượng nói thêm, mặc dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng sự kiên cường và ý chí sống trong cậu, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, phóng viên lớn lắm. Lúc đó, cậu tự động viên bản thân nhất định phải hết bệnh để đi hát và tiếp tục làm người đưa đò cho các con. Trong lời thư chúc Tết con cháu, cậu vẫn tự an ủi và hy vọng bản thân vượt qua bạo bệnh. Tôi nghĩ cậu có thể sống đến hôm nay là nhờ vào ý chí và sự chống chọi mạnh mẽ. Căn bệnh này đã khiến cậu đau đớn trong thời gian dài. Cháu gái Vũ Linh tiết lộ những ngày cuối đời, ông tránh ánh sáng nên thường tắt đèn, đóng rèm kín phòng. Khoảng thời gian nhập viện, cậu không thể nói chuyện nên thường nhắn gửi đến gia đình bằng những dòng chữ viết tay ngoạch ngoạc. Một trong những nét chữ cuối đời của cậu có nội dung đừng đưa tôi đi đâu, tôi muốn được về nhà, nhớ lại tôi vẫn nghẹn lòng, Hồng Phượng lau nước mắt nói. Theo lời kể của Hồng Phượng, những ngày cuối ở bệnh viện, Vũ Linh mất dần ý thức, mắt nhắm chặt. Tuy nhiên, khi nghe em gái Hồng Nhung thủ thỉ bên tai giờ mình về nhà nhé anh Năm ơi là nghệ sĩ có tâm thức trở lại và mở mắt, gia đình đưa cậu về căn nhà quen thuộc. Cậu mở to mắt và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối, cho đến khi được nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, cậu mới yên lòng ra đi, Hồng Phượng nghẹn ngào. Chia sẻ về tiền phúng điếu sau tang lễ, cháu gái Vũ Linh cho biết lúc sinh thời nam nghệ sĩ thường ngược xuôi làm từ thiện nên gia đình cũng sẽ sử dụng một phần số tiền này cho việc từ thiện, tạo công đức cho ông. Cũng trong sáng mùng 7 tháng 3, gia đình lên tiếng giải đáp vấn đề không đồng nhất về năm sinh và số tuổi của nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Phượng xác nhận nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sinh năm 1958, tuổi Mậu Tuất, tức 65 tuổi dương lịch và 66 tuổi âm lịch là đúng. Nguyên nhân trên cáo phó để 67 tuổi là vì làm theo yêu cầu của nhà quản với mong muốn cầu bình an cho con cháu sau này. Tuy nhiên trên bia mộ vẫn khắc nam nghệ sĩ hưởng thọ 66 tuổi. Sau khi tổ chức tang lễ tại nhà riêng Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, đến sáng mùng 9 tháng 3, linh cữu của nam nghệ sĩ sẽ được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé.